Vâng, xin chào quý vị các bạn yêu cây cảnh trên toàn quốc. Hôm nay Hội Sinh vật cảnh Tráng Việt Medin Hà Nội có lên giao lưu với Hội Sinh vật cảnh Trung Du, thành phố Phú Yên. Nó xui chèo mắt với mắt ấy như kiểu con lóc của chị ấy, tất cả đấy thì người ta chỉ cần nhìn hơi nhìn qua cái ra đi dáng này là dáng giống dáng, như kiểu một bức tranh ấy, mẹ bắn gốc vẽ mẹ nó cứ quật quạc quạc ấy thì người ta cứ đứng lại người ta nhìn mẹ đâu vẽ kiểu gì này mẹ sao vẽ không bằng đứa trẻ con, nhưng mà thực ra mình đứng lại mình mới nhìn xem nó là cái tranh chiều tượng, anh nhận không? Không, nhưng mà phải nói là ông chủ là cũng có một con mắt thẩm mỹ rất táo bạo. Và riêng một cái cây này mà đồng chí cho chuyển cái thế này là quá đẹp ấy. Nó nghịch tí ấy. Nó nghịch đấy. Quá tuyệt vời. Bây giờ nó nhìn nó vậy nó xấu thôi, nhưng mà mai mốt nó sẽ đẹp. Đúng rồi. Đầy đủ vào nó nhìn đẹp. Nó sẽ hay nhìn nó đúng rồi. Nói chung là nó độc khác lạ đấy anh ấy. Nó phải độc lạ. Anh bảo nó như con long ấy kia thì anh chỉ cần đi ngang qua cái anh có thèm để ý nhìn làm gì nữa đâu. Nhìn con này đến cái nhìn phải chú ý luôn. Con phải ngắm cái con này chán. Nó to nó già nó giá trị hơn con này nhiều, nhưng anh có giờ anh thèm để ý đâu. Chính đôi khi là người ta chỉ cần chuyển thế một cái có khi nó rất giá trị đấy. Nó rất bình thường nhưng trở thành giá trị. Mai mốt em phải có những một số các rễ này. Vâng. Ví dụ rễ mai mốt nó rơi lên đây này. Rồi. Một số con rễ nó rơi lên đây. Ok. Rồi. Cái này là mục đích của em sẽ bẻ hết ra đây này. Rồi. Bộ rễ này em bẻ. Bẻ ra. Bẻ ra đây. Rồi. Xây bể đấy. Vâng. Cái này xây bể. Vừa là cho nó thấp cái ấy xuống. Xây bể phải tương đối to. Cao hơn để xây nó cao làm sao người mình ấy đi xuống đây. Rồi. Đây trên. Cái này phải làm ok ok. Bể khoảng 3.5 4 mét. Vâng. Đấy. Không bể không phải bể như này đâu. Nó dài. Bể thả nước giống như kia. Nhưng mà nó vẫn phải dài. Đúng rồi, phải dài. Thì nó phải đẹp. Sau này nói thế mình cứ đi dưới đây tham quan được. Quá đẹp luôn. Phải nói là vâng. Đấy. Nhưng mà chính ra là cắt thả bỏ mất cái gì này mất rồi làm bỏ. Không kéo ra chứ. Không, cái này kéo ra. Cái này thì kéo ra, nhưng đang nói chỗ này cắt. Cái này phải hạ ra. Bên trong phải hạ ra thì nó mới con mẹ em đóng vào đấy. Vâng. Nhưng mà chắc là lúc con này đóng à. Con này đóng đây là gì nào gọi là dạ. Vẫn nguyên thế này à? Vâng. Thế chị nghĩ là nó hơi xoay lên một tí. Đi hình này luôn. Đi bỏ bước lên cái kia là phải in hình. Đúng rồi. Đấy. Thấy chưa? Đây là một cái cần phải nghiên cứu đấy chị ạ. Có những cây mình phải cần nghiên cứu. Dạ. Tất nhiên rồi, không. Bây giờ người ta đang làm chị bây giờ sau khi người ta cho vào bẻ chắc chắn là người ta phải cho dịch lên. Lập ra. Đúng rồi. Rất nghệ thuật đấy, đùa. Nó một cái làm một cái. Đấy nó là một cái ý tưởng đấy. Đấy anh em ngắm vườn chưa? Ngắm rồi. Mãi rồi, là một ý tưởng đấy. Bây giờ các anh em đã xem một ý tưởng mới của nhà vườn Trung Du. Giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.